Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào các bác đến với kênh Gia Việt của em. Kênh Gia Việt của em là kênh chuyên sản xuất dao và bán dao trên YouTube. Qua video em rất mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách là đăng ký kênh để theo dõi, để cập nhật về máy. Như các bác thì sẽ đăng lên những video em ra sẽ báo về máy cho các bác thì tiện các bác theo dõi. Thì qua video em chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Rất cảm ơn được sự ủng hộ của các bác trong thời gian qua. Thì bên Gia Việt em có cái mục là test dao trả khách. Qua video em cũng xin chỉ nói như vậy thôi. Thì các bác cứ đăng ký kênh để theo dõi. Còn bên em thì bán dao thì các bác yên tâm là cái khoản vấn đề là bảo hành nhé. Em có bảo hành cho các bác. Bệnh tật gì, ốm đau gì thì các bác cứ alo cho em sẽ lo cho các bác lại cái con dao ấy. Bởi vì bên em là bán dao cho đúng ý khách hàng chứ không phải là bán xong là thôi đâu. Nên bên em có cái mục đích bảo hành như vậy. Em cũng rất mong được sự ủng hộ các bác. Cứ đăng ký kênh theo dõi. Như thường lệ thì em sẽ cứ test cái dao của các bác đặt hàng bên em ấy. Đây là dao của bác... bác Vũ Nguyễn Linh Vũ ở Hồ Chí Minh. Bác có đặt em mấy cây thôi. 1 2 3 cây. 1 2 3 cây đây này. Dao Vũ nha. Một cây dao mèo 25 cm. Dao mèo 25 cm cả vỏ. Nhưng mà vỏ em chưa đi làm được. Khi nào làm được thì về em sẽ đóng gói gửi cho bác. Một ngày nữa là em lấy vỏ về em gửi cho bác. Đấy. Nguyễn Linh Vũ. Và một cây chặt. Và một cây dao thái bằng. Đấy. Đây em đây là dao thái nhá. Dao thái bên em thì nó thật được các bác là này, em làm mỏng ngọt lửa cho các bác. Đấy, zoom lại cho các bác xem cơ. Đấy. Đấy. Thái đi rất là ngọt luôn. Đấy, dao thái bên em là như vậy. Đã mỏng dao thái là thái. Dao chặt là chặt chứ không vừa thái vừa chặt. Thì các bác có nhu cầu muốn đặt con vừa thái vừa chặt thì em sẽ làm cho. Để đặc biệt như con này này, chặt gà vịt kèm theo vừa thái vừa chặt nữa các bác. Còn cây dao mèo 25 bác bảo là về này, về bác gọt khoai. Và tiếp theo đây là đơn con dao của bác Phạm Văn Thắng, Quảng Bình. Bác có đặt một cây dao vừa chặt vừa thái. Đây là cây này em bác có yêu cầu là vừa chặt vừa thái thôi nhá, thái và chặt thịt gà. Nói chung là cái dao bên em làm thì nó chặt cái gì là chuyên cái đấy chứ em không làm chặt toàn nhom tạp nhoang dao linh tinh. Nếu các bác muốn một con dao về làm đa lăng thì các bác cứ nói rõ với em sẽ giải quyết cho các bác cái con dao đa lăng. Còn đây là con dao của chị Trần. Tên của chị là Vicky Trần. Đây cái dao mèo 30 cán ốp. Đấy. 30 cán ốp cả vỏ thì em chưa đi lấy vỏ về được. Đây dao của chị Trần nhé. Thì em cứ chặt sắt cái này cho nó đảm bảo cho nữa. Đấy, còn cái dấu vết chặt sắt thì cứ đem để nguyên đấy. Và tiếp theo đây là dao của anh Thuận ở Đắk Lắk. Anh có đặt cũng 2 4 5 cây. 5 cây một cây dao mèo 35.
mèo 35 cả vỏ. Đây, mẫu mèo 35 cả vỏ nhé. Đấy, còn ai biết chặt thì em để nguyên. Cây dao thái, cây dao thái thì em cứ test qua cho đảm bảo về cái độ, độ mỏng manh của độ bén của cái lưỡi này. Đấy. Rất là ngọt lừ luôn. Dao thái nhá. Nói chung các bác dùng dao thái bên em thì các bác này biết thôi, em không nói nhiều. Ở đây cũng một cây mèo 30 nữa, cán ốp cộng vỏ. Em chưa lấy vỏ về được, em cứ test nhanh cho các bác. Mai em lấy vỏ vì em nắp ráp. Vỏ thì nó cũng vỏ trơn như thế này thôi. Sắt này sắt 6 chặt nó mềm, chặt ăn này rất là sâu. Đấy. Và cây dao và hoa quả. Hoa quả cũng vỏ. Các bác yêu cầu vỏ được mà không vỏ cũng được, tùy các bác. Còn đây là con dao của anh Nguyễn Long. Đây là con dao chặt xương của anh. Đây là con dao chặt xương của anh Thuận nữa này. Còn đây là dao của anh Nguyễn Long. Nguyễn Long ở Hưng Yên, anh đặt cây dao mèo 35 cán ốp cộng vỏ. Cán ốp thôi, không có vỏ. Nha, anh Long nha. Tiếp theo đây là dao của bác Mộc. Bác Mộc, bác đặt cây dao cái dao chặt thái, vừa chặt vừa thái. Cái dao này em không nói nhiều, chặt thịt gà và thái nhẹ nhàng cho gia đình. Đấy. Các bác cứ ghi đơn rõ đây là dao vừa chặt vừa thái. Và tiếp theo đây là dao của bác Dũng, Vũ Văn Dũng. Đặt 3 cây. Một cây mèo 30. Một cây mèo 20. Đấy, một cây 30, một cây 20. Không vỏ. Và một cây dao thái. Rồi cây dao thái thì em không nói nhiều, cây dao mèo đây. Còn mẫu mã bên dao mèo bên em thì nó có cái mẫu đặc trưng nhất này. Không mũi, không nhọn. Cây 20 nhá. Cây dao thái đấy. Test qua rồi. Dao thái cho nhanh. Đấy. Thái giấy rất là ngọt lừ luôn. Tiếp theo đây là dao của bác Nguyễn Phú. Nguyễn Phú ở thành phố Hồ Chí Minh thì bác có đặt mấy cây nhà bếp này. Hai cây dao cai vừa thái vừa chặt nhẹ nhàng trong gia đình này. Chứ không này. Đây hai cây. Hai cây dao thái, cai thái chặt nhẹ nhàng trong gia đình. Nói chung là chặt nhẹ nhàng rồi các bác nhá. Vừa nói chung là nó thái, thiên về thái là nhiều. Còn các bác chặt chém thì không thể chặt phàm được đâu em ạ. Em nói rõ cho các bác, nó sắc thì nó có cái. Đây nha, dao em là dao siêu mỏng. Đấy, em thái giấy ngọt lừ lên. Đấy.
Đấy. Đấy, bác có yêu cầu là con dao siêu siêu mỏng thì em làm siêu mỏng. Mà bác có đặt thêm hai cái cắn dao thái, em là hai cái cắn dao thái này. Em có khoan lỗ cho bác này, về bác đóng vào cha cha keo nhé. Các bác em khuyên các bác là đến chỗ họ sửa chữa loa đài ấy, hay là thợ mộc. Các bác cái chỗ mà không có thợ mộc thì các bác đến chỗ sửa chữa loa đài, các bác xin đi ít cái keo hai thành phần, các bác bảo họ trộn cho thế này. Các bác giỏ vào cái lỗ này thì nó sẽ gắn chặt, yên tâm. Tiếp theo cái khoang trên đây này, cái đơn dao của bác đơn dao của anh bác Phiên, bác Phiên chúng bác đặt rất nhiều dao, 2 4 6 8 cây, 2 3 5 đúng 8 cây, 8 cây đấy. Cây gọt hoa quả nhỏ và cây dao bài chặt và dao thái, hai cây dao thái này. Đây em làm hai hai cây dao thái mỏng đấy nhá. Đấy, bác. Đấy, dao thái mỏng thì em làm mỏng cho bác. Nhưng mà cái dao thái bên em thì em làm cái sống lưng của nó là cái sống lưng của nó em làm dày dặn một chút đấy nhá. Để cho các bác về các bác cầm con dao cho nó vững chãi. Nhưng các bác đừng nhầm tưởng nó là dao chặt nha các bác nhá. Em khuyên rõ các bác như vậy. Bởi vì em làm cho cái sống lưng nó mỏng cũng được thôi nhưng mà nó nhẹ quá. Rồi một cái dao dao bài chặt thịt gà. Đấy. Đây dao chặt thịt gà. Và hai cây dao này là gọi là hai cây dao cai thái. Mỏng. Chuyên mỏng thái. Đấy, hai cây dao cai thái nha các bác nhé. Thái giấy ngọt lừ này là được. Dao thái nó mỏng. Và hai cây dao mèo. Một cây 30, một cây 25 đều có vỏ nhưng mà em chưa chưa lấy được vỏ về. Khi nào em lấy được vỏ về thì em đóng gói em gửi đi cho các bác. Chặt sắt để cho nó đảm bảo với cái lưỡi ấy. Nó có bị làm sao là nó dính luôn, mà không thì nó còn ở đây. Tiếp theo đây là dao của bác Kha. Bác Kha bác có đặt cây hai cây mèo mài trắng, hai cây dao mèo mài trắng này. Đấy. Các bác về cái soi cái vết em chặt nó in ở trên cái lưỡi dao là các bác nhận ra là một cái dao thái này. Đấy. Và hai cây nhỏ xíu này. Hai cây dao mèo nhỏ. Và tiếp theo đây là dao của bác Phong, bác Phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặt một cây mèo 30 cán ốp. Mèo 30 cán ốp. Và một con dao phở.
Phở dùng trong gia đình, chặt gà vịt, chân giò. Và tiếp theo đây là dao của bác Quân, thành phố Hồ Chí Minh. Bác đặt hai cây, một cây 32 và một cây 33 cm. Đây, hai cây nhưng mà nó bằng nhau luôn này. Chặt hai nhát để cho nó in luôn cái vết dấu, không cần phải đánh dấu đánh má gì nữa. Và cuối cùng đây là cái đơn của bác Nguyễn Văn Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nó có đặt là bốn cây, một cây dao mèo 20 cm, 20 cây này thì em làm thành 22 cm, cộng vỏ cẩm, vỏ cầm chỉ nhá. Đây, bác Phú này, bác có đặt cái báo bẫy dùng đi phượt, đi phước này. Đây, em làm cho bác này, tiện nó bỏ ba lô rất đẹp. Bây giờ có bác Phú này, và cây dao thái siêu mỏng, dao thái siêu mỏng. Là bác Phú nhá. Đây là xong cho bác này. Và đây là con dao này, là dao Fine. Fine nhỏ, dài 20 cm. Đây, dao Fine. Em làm cũng rất là bay bướm mỏng cho bác. Nhưng mà sống em làm dài bằng 4 ly luôn. Cây gọt hoa quả. Đây là số dao em đã test xong thì qua video, em cũng xin cảm ơn các bác. Thì mong các bác ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh để theo dõi nha, để tiện thêm theo video mới nhất em ra. Cũng xin cảm ơn các bác rất nhiều.